Đây là một cái chiếc máy thuộc phân khúc giá cận cao cấp mà Realme vừa mới cho ra mắt. Điện thoại hay khai trương cơ sở thứ tư tại 258 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình. Anh em nhanh chân để có được rất nhiều quà nhá. Thiết kế của nó gần như không có cái sự khác biệt gì mấy so với lại cái phiên bản Pro. Pro thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng là 5 triệu rưỡi thôi. Con này lên tới là tầm khoảng 9 triệu rưỡi. Thì thêm mỗi cái Plus thôi các bạn nhá, nhưng mà giá nó gần như là gấp đôi. Thiết kế thì kiểu giống nhau rồi, gần như là không có cái sự khác biệt gì cả. Khác biệt ở đây một chỗ đó chính là một con thì nó sẽ để cái dòng chữ là 20x là combo Pro, còn con này thì nó sẽ để là 120x, tức là có khả năng zoom số được 120x. Vậy thôi, cũng là một cái tính năng khá là ấn tượng nếu xét trong một cái chiếc máy cận cao cấp như thế này. Tí nữa thì mình sẽ nói sâu chi tiết hơn về cái tính năng zoom của em này. Đó, quay trở lại với cái mặt thiết kế thì nhìn chung không có sự khác biệt gì, vẫn là một cái mặt lưng da, vẫn là một cái kiểu thiết kế như thế. Camera giờ đây nó sẽ lồi hơn này, và nhìn chung tổng thể thì con này nó cũng cho ra một cái cảm giác cao cấp hơn. Tuy nhiên cái điểm mình thấy là hơi đáng tiếc, giá như con này nó thay bằng cái khung viền kim loại thì nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Đấy, chứ còn mà vẫn là khung viền nhựa thì chê, cái này là chê. Cảm giác cầm nắm thì vẫn là đầm, chắc giống như là cái con Realme 12 Pro thôi. Màn hình thì mình thấy là cái chất lượng nó cũng xem xem như là cái con Realme 12 Pro luôn. Realme 12 Pro mình đã không đánh giá cao về cái mặt màn hình rồi, thì lên đến cái phân khúc giá gần như gấp đôi mà màn hình nó vẫn như thế thì rõ ràng đây là một cái điểm trừ rất lớn. Độ sáng không quá cao, rồi là cái độ tương phản nữa, cái độ nối khối của cái màn hình này mình đánh giá là để mà so với lại những cái chiếc máy Xiaomi mà tầm 6 đến 7 triệu thì thật sự là rất khó để mà có thể vượt qua và ăn được. Cho nên là thành ra cũng là một điểm mà mình chưa đánh giá cao con này. Với phân khúc giá hơn 9 triệu như thế này nhưng độ phân giải màn hình của nó cũng chỉ là Full HD thay vì là 1.5K, Realme 12 Pro mình có thể châm trước được với độ phân giải Full HD. Tuy nhiên thì đối với lại con Pro Plus này thì mình không thể nào châm trước được với mức giá như thế. Tại vì trong cái tầm tiền này, Realme với Redmi từ đến giờ luôn luôn cạnh tranh rất gay gắt trong cùng phân khúc, nhưng mà không hiểu sao đến cái con Pro Plus này thì cho ra một cái phần thông số không thể nào gọi là cạnh tranh được so với những đối thủ khác luôn. Chưa kể là về phần hiệu năng, 9 triệu rưỡi chúng ta chỉ có là Snapdragon 7SN2. Nhiều bạn sẽ làm tưởng rằng là ở 7SN2 thì chắc là cũng không có kém cạnh nhiều so với lại 7 Plus N2. Kém cạnh nhiều các bạn nhé. Con này thì nó không hơn gì so với con Snapdragon 6 Gen 1 của Realme 12 Pro. Nếu như các bạn muốn 7SN2, bỏ ra tầm khoảng 5 triệu, chưa đến 5 triệu rưỡi, chúng ta đã có thể mua được Redmi Note 13 Pro đã có Snapdragon 7SN2. Hiệu năng thì quá kém rồi. Còn về thông số RAM thì nói chung là cũng được, nhưng mà thật sự mình thấy là nó không đáng để mà chúng ta phải đánh đổi lại cái phần thông số RAM như thế này. RAM ROM. Về phần camera thì con này nó sẽ có 3 cảm biến, bao gồm là một cái cảm biến chính với độ phân giải là 50MP, một cảm biến tele 64MP và một cảm biến góc rộng 80MP. Nói về mức độ đa dụng thì trong phân khúc giá này, con này nó có camera tele rất là hiếm, và đây là tele 3X nữa, là một trong những camera tele mình rất thích ở thời điểm hiện tại. Về chất lượng ảnh thì trong điều kiện đầy đủ sáng với camera chính thì nó lên rất là nét rồi, cũng không có gì để mà phải phàn nàn nhiều cả. Có tông màu trung thực, giải tương phản động tốt, giúp cân bằng được giữa vùng sáng và vùng tối. Còn sang với camera tele 3X thì con này gần như cho ra cái chất lượng tốt nhất ở trong cái phân khúc giá này rồi. Và khi có phần cứng thì chụp nó vô cùng tự tin, nên là những bạn nào thật sự mà thích camera tele thì vẫn có thể lựa chọn em này được. Chi tiết lên nét, màu sắc trung thực, cho ra cái phần xử lý rất là đồng bộ với lại camera chính. Tương tự như thế, thậm chí khi mà zoom lên 6x số thì nó vẫn đảm bảo được chi tiết rất ok các bạn nhé. Cũng không thấy kém cạnh hơn quá nhiều đâu, bởi vì đây là một cảm biến có độ phân giải cũng rất cao. Còn về camera góc rộng thì nhìn chung là chụp được. Đây chỉ là cái yếu tố gọi là điều kiện đủ để mà cho camera của con này nó đa dụng thôi, chứ còn về chất lượng thì không có gì ấn tượng cả. Về khả năng chụp đêm thì kết hợp với một cái phần cứng cũng như là một phần mềm xử lý hiệu quả thì nó cho ra được một cái bức ảnh rất là mịn màng so với cái việc là các bạn chụp thường, màu sắc trung thực cũng như là chi tiết lên được rõ ràng. Còn về camera selfie thì phần mềm làm đẹp được thừa hưởng từ Oppo, cho nên là chụp rất là ưng rồi. Tối ưu rồi là loại bỏ khuyết điểm các thứ này kia là được làm rất là chỉnh chu. Khuôn mặt thì trong cho ra vẫn khá là tự nhiên, cho nó sẽ không có bị biến dạng ảo như là những máy của em trên mạng. Đấy, nói chung là cái khoản này mình khá là thích. Còn nếu như mà các bạn thấy là nó vẫn ảo thì cũng có thể giảm mức độ làm đẹp ở bên trong ứng dụng được, không có sao cả. Hiện tại thì mình đang tiến hành là test khả năng quay video trên cái chiếc Realme 12 Pro Plus này. Thì khi mà quay độ phân giải 4K 30 frame mình đã thấy có cái sự ổn định hơn về mặt chống rung so với lại cái chiếc Realme 12 Pro. Realme 12 Pro thì khi các bạn quay độ phân giải 4K nó sẽ không có cái tính năng chống rung đâu, trừ khi là Full HD. Nhưng sau khi xem lại video thì mình thấy là gần như nó không có cái chống rung gì cả. Và cái khả năng thu âm của con này thật sự là khá là kém so với lại những dòng máy Xiaomi ở trong cùng phân khúc, thậm chí là thấp hơn. Giọng nói bị chói chứ nó không có ấm. Loa thì cũng có loa kép, nhưng mà loa kép của con này nó nửa vời lắm. Nó kiểu chất âm nó sáng và nó bị chói, chi tiết nó không có rõ ràng. Nói chung là loa cũng không hay.
Và kèm với đó là cả miếng vân tay ẩn bên dưới màn hình thì có, nhưng mà vị trí đặt thì nó rất sát ở cái viền cạnh dưới. Thực ra trong phân khúc giá này thì mình cũng không có đòi hỏi là cả miếng vân tay nó sẽ phải có một vị trí đặt cao như là những cái chiếc máy flagship. Tuy nhiên với cái chiếc máy này, riêng cái chiếc máy này các bạn nhé, với những thông số vừa rồi không có gì nổi bật, không có gì cạnh tranh và thậm chí kém cạnh hơn rất nhiều so với đối thủ khác trong cùng phân khúc, thì mình được quyền yêu cầu như thế. Và chưa kể là con này nó chỉ có chuẩn kháng nước là IP65 thay vì IP68 như là cái chiếc Redmi Note 13 Pro Plus. Trời ơi, các bạn thấy chưa? Một cái khoảng cách biệt rất là rõ ràng luôn. Pin thì có dung lượng là 5000 mAh, sạc cũng chỉ là 67W. Con này nếu như định giá tầm 7 triệu là gọi là châm trước rồi, tại vì mình thấy là cái camera tele 3X của con này nó rất là đáng tiền. Đã có thể bỏ qua về cái mặt màn hình, có thể bỏ qua về mặt hiệu năng để mà kiểu ok chấp nhận đánh đổi một cái camera tele chất lượng xứng đáng ở trong phân khúc. Chứ còn mà lên tới 9 triệu rưỡi như thế này, mà thậm chí mình nghĩ con này tầm khoảng là 6 triệu rưỡi là hợp lý hơn là 7 triệu nữa cơ. Chứ nói gì đến mà tầm khoảng 9 triệu hơn 9 triệu như thế này. Và những bạn nào vẫn thích mua cái chiếc máy này thì có thể là kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo nhé. Điện Thoại Hay đang bán cái chiếc máy này với mức giá là tầm phân khúc khoảng 9 triệu. Nhưng mà thôi, mua Redmi Note 13 Pro Plus giá tầm 7 triệu thôi, 6 triệu 8 đã được cài ROM fix full lỗi, không có trễ thông báo, không có lỗi định vị, được bảo hành cực kỳ yên tâm từ Điện Thoại Hay nữa, cam kết không phải là máy demo. Không biết các bạn nghĩ sao về cái chiếc máy Realme 12 Pro Plus này, xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.